Sống được phát sóng vào lúc 8 giờ đến 10 giờ từ thứ hai thứ sáu, phát lại vào lúc 14 giờ đến 16 giờ, 4 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau trên kênh truyền hình Netflix VTV9. Chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng Sắc Phong Khang đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi, thì chúng ta sẽ hân hoan chào đón năm mới.